Xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác, cô chú anh chị em đang quay trở lại với kênh YouTube livestream bán hàng của shop Phạm Huấn. Đấy thì như các bác đã biết rồi, bên em thì là cái chuyên phân phối các dòng hàng là Nhật, Mỹ, Đức. Và địa chỉ hiện tại của bên em đang phân phối là địa chỉ là La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Đấy các bác mà mảnh đất thân quen Hà Nam hay là đất hàng xóm như Nam Định, Ninh Bình thì các bác gần gũi các bác có thể đến tận nhà tham quan. Đấy những cái mặt hàng hiện tại bên em đang phân phối cho các bác. Đấy quay video cho các bác như nào thì hàng gửi cho các bác cũng hệt như vậy thôi, nên là các bác yên tâm về chất lượng các bác nhá. Đấy thì mở đầu một video sẽ có một cái cách giới thiệu cho các bác cách thức để đặt hàng của bên em. Thì như các bác đang theo dõi trên màn hình đây là ba số hotline của bên em. Các bác muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua ba số này giúp em. Thì về cái cách thức đặt hàng, các bác sẽ có ba cách: một là gọi điện trực tiếp, hai là nhắn tin qua Zalo và ba là nhắn tin qua điện thoại. Đấy thì lưu với các bác luôn là nhắn tin đặt hàng, gọi điện rồi thì sẽ không có nhắn tin nữa, và nhắn tin rồi thì sẽ không có gọi điện nữa, để tránh cái trường hợp là bên em sẽ lên nhầm đơn, trùng đơn cho các bác, thì lúc đấy nó lại rắc rối giữa người nhận gửi và người nhận ra. Đấy ngoài ra các bác đặt hàng thì những cái món mà bên em giới thiệu kỹ là những món nào được bao ship thì bên em sẽ nói rõ trên màn hình, trên video là bao ship luôn. Còn những món nào mà không nói thì bên em vẫn áp dụng chương trình đó là trên 400.000 thì mới bao ship bình thường các bác nhá. Đấy hóa đơn từ 400.000 trở lên với bao ship bình thường. Đấy là đối với cái những cái món mà bên em không có nói bao ship trong video. Đấy rồi video hôm nay thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác một vài cái dòng sản phẩm, đó là về cái giống đèn pin này, về cái dụng cụ mài dao và về cái búa kìm mà cưa gỗ. Đấy thì đầu tiên là về cái dòng đèn pin thì hôm nay em giới thiệu cho các bác, đó là về cái dạng đèn pin, đó là đèn siêu to khổng lồ các nhá. Bên em ký hiệu đó là đèn siêu to. Đấy thì về cái dạng đèn này mà các bác nhà các bác mà hay có trang trại, các bác đi soi ban đêm là giá khá là ok luôn. Và về cái dạng đèn này thì nó là cái dạng đèn mà nó có thể chiếu xa từ 600 đến 1000 các bác nhá. 600m đến 1000m là tương đương từ 600 đến 1000 cây số đây. Cho các bác xem rõ các thông số của nó được in luôn các bác nhá. Đấy, các thông số in trên đèn, quay cho các bác xem luôn nhá. Cái này thì em cũng không có am hiểu lắm đâu, nhưng mà quay cho các bác, nhiều bác mà các bác xem mà các bác hay sử dụng đèn ấy mà nó là dung lượng watt bao nhiêu rồi sử dụng như thế nào, các bác nhìn vào các bác sẽ biết ngay coi nhá. Đấy, thì về cái dạng này bên em phân phối với giá hiện tại của nó là 350.000 bao ship các nhá. 350.000 bao ship và ký hiệu của nó là đèn siêu to. Đấy, đèn siêu to hay là còn gọi là đèn khổng lồ. Đấy đèn này thì từ 600 đến 1000 mét đổ về, con này sử dụng khá là ok. Đấy các bác mà trang trại soi rất là vừa luôn các bác nhá. Đấy độ soi của nó khá là vừa luôn. Đó. Thì về cái dạng này bên em phân phối với giá là 350.000 bao ship. Các bác mà thích mẫu mã này thì đây cho em mã sản phẩm, đó là đèn siêu to. Đấy cái lỗ này là cái lỗ công tắc của nó nhá các bác nhá. Công tắc đây, công tắc bật của nó là ở đây. Đấy, đây là công tắc bật của nó các bác nhá. Đấy nó có chức năng là sáng nhẹ này, sáng mạnh. Đấy nó sẽ có hai chức năng như vậy các bác nhá. Đấy, công tắc bật của nó là cái đằng này các bác nhá. Đây là công tắc bật. Còn các bác mà muốn sạc thì các bác về các bác sẽ sạc pin, nó nạy ra các bác sẽ nạy cái phần này ra, các bác sạc pin bình thường các bác nhá, nạy cái lớp cao su này ra. Thế thì về cái dạng này thì với các bác luôn là một lần các bác sạc pin đầy ấy thì các bác có thể sử dụng trong 5 đến 6 tiếng liên tiếp các nhá. Đấy là 5 đến 6 tiếng liên tiếp. Còn ví dụ mà bác chỉ dùng 1 2 tiếng thôi thì có phải các bác có thể để dừng dưới 3 ngày các bác nhá. Đấy cứ dùng 1 đến 2 tiếng thôi thì để 3 ngày con này dùng ngon lành luôn. Còn nếu mà dùng liên tiếp trong vòng 1 ngày thì sẽ tầm 5 đến 6 tiếng các bác nhá. Đó là về cái dạng đèn siêu to. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang cho bác cái dòng sản phẩm, đó là về cái đèn đèn cảnh sát Nhật các bác nhá. Đây các bác nhá, đó là đèn là cảnh sát Nhật. Đây, đây kèm nó đã có sẵn một cái dây sạc và một cái thiết bị như này thì nó có nhiều rất là nhiều chức năng. La bàn này, búa phá kính này, con dao các bác có thể gọt giờ các bác có thể cho, với những các bác muốn cắt đứt dây thì các bác sẽ cho dây hoặc dây bóng qua cái khe này các bác giật ra. Đấy cái lưỡi dao các bác để ý nhá. Và đèn. Đấy thì cái này nó có chức năng là vừa là đèn soi này, đèn cảnh sát là đèn soi, con này chiếu rất là xa luôn. Ngoài ra thì có thể có chức năng là đèn ngủ luôn, hoặc là đèn khi mà các bác mất điện các bác dựng lên, các bác cắm cái đèn này khá là ok đúng không nhá. Để cho các bác xem này. Đấy đây là đèn thường nhá. Đấy nó sẽ có đèn sáng này, đèn yếu này, đèn nhấp nháy, nó sẽ có ba chức năng như vậy. Ngoài ra các bác muốn bật cái chức năng nó sẽ có đèn ở đây là đèn, có phải là đèn mất điện các bác bật đèn này, hoặc là đèn báo động các bác sẽ giữ lì giúp em nhá. Đấy giữ lì này, một này chức năng sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, còn chức năng thứ hai đó là cái đèn đỏ báo động. Đấy cái đèn báo động này mà ví dụ như gọi là, thì vì sao người ta gọi là đèn cảnh sát, bởi vì nó có cái đèn báo động này, đúng cái ký hiệu của cảnh sát đến luôn. Đấy rất là nhạy luôn các bác nhá. Đấy thì về cái dạng đèn cảnh sát này bên em đang phân phối với giá hiện tại của nó là 260.000 các bác nhá, 260.000. Đấy đèn cảnh sát Nhật 260.000 bao ship. Các bác mà thấy cái này hay đấy nhá, rất là tiện lợi luôn các bác nhá, búa phá kính này. Đấy rất nhiều chi tiết, rất nhiều chức năng luôn mà dễ, rất dễ sử dụng, đi kèm đã có sẵn cái dây sạc rồi. Các bác về các bác muốn sạc thì các bác sẽ tháo cái phần nãy dưới cùng này ra, các bác sạc vào giúp em nhé. Đây phần nãy dưới cùng sạc pin nó ở đây. Đó là về cái dạng đèn cảnh sát Nhật 260.000. Các bác mà thích mẫu này thì đây cho em mã sản phẩm, đó là đèn cảnh sát Nhật các bác nhé, đèn pin cảnh sát Nhật 260.000. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang cho bác cái dòng sản phẩm, đó là về cái dạng các thể loại kéo nhá. Kéo thì đầu tiên giới thiệu trước cho các bác đó là kéo cắt ống nước. Thì về cái dạng kéo cắt ống nước này, bên em còn đang phân phối một dạng thông dụng, đó là kéo cắt ống 63 các bác nhá. Kéo cắt ống 63 đổi về có nghĩa là kéo cắt ống to.
Đấy thì về cái dạng này bên em đang phân phối với giá hiện tại của nó là 250.000 bao ship quá nhá, 250.000 bao ship. Đấy, kéo cắt ống các bác muốn sử dụng, các bác sẽ đẩy hết cái phần này ra. Đấy, rồi các bác muốn sử dụng cắt theo kích cỡ thì các bác sẽ đo dần vào giúp em nhá. Đấy, rất là trơn tru, rất là nhạy luôn các bác nhá. Đấy, phát nào là ngon phát đấy luôn, đó là cái kéo cắt ống. Thì về cái dạng này bên em đang phân phối với giá của nó là 250.000 và ống dạng ống của nó là nó cắt ống từ ống 63 đổ về qua nhá. Đấy, quá để ý nhá. Ống kéo cắt ống to này từ ống 63 đổ về là cắt được hết, là 250.000 bao ship. Các bác thích mẫu mã này, đấy hàng Kawashi của Nhật các bác nhá. Các bác mà thích mẫu mã này thì lên cho em mã sản phẩm đó là kéo cắt ống 63, giá là 250.000 bao ship qua nhá. Lấy giá rất là ưu ái luôn, bao ship cho các bác luôn. Đấy, hàng mới nguyên coi nha, hàng mới nguyên, thiết kế rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn. Rồi tiếp theo sang đó là về cái dạng kéo cắt tôn. Thì về cái dạng kéo cắt tôn bên em cũng đang phân phối một mẫu mã, đó là cái dạng kéo cắt tôn mà cái phần lưỡi của nó chích góc 45 độ. Đấy, các bác cầm về đầu này hay đầu này thì góc của nó đều là chích 45 độ hết các bác nhá. Đấy, kéo cắt chuyên cắt tôn, kéo hàng mới luôn coi nha. Đấy, con này cắt tôn thì quá là nhạy luôn, một lưỡi mới nguyên rất là sắc luôn coi nha. Đấy, mới cứng luôn, chưa có một vết xước là xảy ra cả. Đó là về cái dạng kéo cắt tôn. Thì về cái dạng này bên em đang phân phối với giá hiện tại của nó là 220.000 bao ship quá nhá. 220.000 bao ship, đấy là giá bán công khai hiện tại. Đấy, giá này so với thị trường thì rất là khá là hợp lý, khá là phù hợp luôn coi nhá. Không quá cao, không quá thấp, khá là giá là bình dân luôn. Đấy, sử dụng với đời sống hiện nay khá là phù hợp luôn. Đó là về cái dạng kéo cắt tôn, cũng là hãng Kabushi của Nhật luôn coi nhá. Đấy, 220.000 bao ship. Rồi tiếp theo sang đó là giới thiệu cho các bác, đó là về cái mẫu kéo cắt gà. Thì về cái dạng mẫu kéo cắt gà bên em đang có hai mẫu thông dụng, đó là kéo cắt gà của Nhật và của Đức coi nha, của Nhật và của Đức. Thì so sánh của Đức và của Nhật đây, qua để ý nha. Của Đức thì nó sẽ bòi bé hơn một chút và của Nhật nó sẽ to hơn, dày dặn hơn. Thì cái loại của Đức này nó sẽ có thể cắt con gà từ 3 cân đổ về qua nha, 3 cân 3 cân rưỡi đổ về. Các con gà đấy là khá là vừa luôn, xương gà xương cá con này đều chơi được hết qua nha. Đây cho các bác xem này, cái độ mở của nó khá là to. Đấy, con này cắt khá là thoải mái các nhá, bởi vì nó mở rất là to luôn. Đấy, cắt con này thì không chê được quá nha. Đó là về nếu mà các bác muốn sử dụng cắt gia đình thôi thì sử dụng cái dạng con này cắt tầm 3 cân 3 cân rưỡi đổ về khá là vừa được qua nhá. Đấy là về cái dạng kéo cắt gà của Đức, đây made in Germany. Germany là của Đức các bác nhá, Germany là Đức, rất là rõ ràng luôn. Đấy, giá của nó đang bên em đang bán công khai đó là giá là 150 các bác nhá, 150. Đây là giá kéo cắt gà 150 và con này là con giá không bao ship các bác nhá. Review các bác luôn là không bao ship. Đó là kéo cắt gà của Đức là 150.000 các bác nhá. Các bác thích mẫu này thì đây cho em mã sản phẩm đó là kéo cắt gà 150.000. Nếu mà các bác chỉ sử dụng là mục đích cắt trong gia đình thôi thì sắm cái dạng con kéo cắt gà này khá là vừa. Còn nếu mà mình ví dụ như là mình mà hay có nhà mình đông người hay là hay có khách hứa thì các bác sẽ chuyển sang cắt cái con kéo gà to này giúp em coi nhá, kéo gà to này giúp em. Đấy, vậy thì về cái dạng kéo cắt gà to này đấy các bác nhìn nhá, nó đúng chắc chắn hơn và cái phần lưỡi của nó dày dặn hơn. Này con này kéo cắt gà to này, con này cứ cắt tầm 4-5 cân đổ về khá là vừa quá nhá, 4-5 cân đổ về khá là chắc chắn, khá là vừa. Ngoài ra nó có cả cái kẹp càng cua quá nhá. Đấy, các bác mà muốn kẹp càng cua nó vỡ ra là các bác lấy phần thịt đây các bác sẽ kẹp vào. Đấy, rất nhạy đúng không nhá, chức năng kéo các kẹp các ấy kẹp càng cua. Đấy, kéo rất là chắc chắn các bác nhá. Thế thì về cái dạng kéo cắt gà to này bên em đang phân phối với giá của nó là 230.000 một chiếc bao ship các bác nhá. 230.000 một chiếc kéo cắt gà to bao ship made in Japan. Đấy, kéo gà to này là hãng Japan, còn kéo cắt bé là hãng của Đức các bác nhá. Đấy thì về cái dạng kéo cắt to này là bao ship, còn kéo bé là không bao ship các bác nhá. Đấy, nó sẽ có hai mẫu mã như vậy. Các bác mà ưng mẫu nào hơn thì lên cho em mã sản phẩm đó là kéo cắt gà của Đức loại bé là 150, kéo cắt gà to của Nhật là 230.000 các bác nhá. Rồi tiếp theo sang đó là cái về cái dạng cưa cắt cành các bác nhá. Cưa cắt cành thì tại bên em còn đang phân phối hai dạng thông dụng. Đó là cưa cắt cành ký hiệu là cán trắng đen các bác nhá. Cán trắng đen thì giới thiệu trước cho các bác đó là về cái dạng mẫu cán trắng đen. Đây, cán trắng đen thì về cái dạng này bên em đang phân phối với giá hiện tại của nó là 120.000 các bác nhá. 120.000 bao ship. Đấy thì về cái dạng cưa này thì phần lưỡi của nó là phần lưỡi đen. Đây các bác muốn giờ sử dụng các bác sẽ lấy cái phần lắp này ra. Đấy thì về nguyên cái phần lưỡi của nó thì nó dài tầm con này gần tầm 30 cm các nhá. Đấy, nguyên là cái phần lưỡi của nó tầm 30 cm. Đấy, con này mà các cưa cành, cưa gỗ gia đình hoặc cưa những cái dạng cưa to to một chút thì con này khá là vừa vặn luôn con nha, khá là vừa. Đấy là tổng thể nguyên phần lưỡi cưa là nó dài gần 30. Còn đây phần cán cầm của nó thì cũng như phần lưỡi của nó luôn. Đấy, rất là dài nên con này cầm cưa khá là an toàn quá nhá. Cán của nó khá là dài, cầm cưa rất là an toàn luôn, rất là vừa tay. Đấy thì về cái dạng cưa này các bác mà thích thì lên cho em mẫu mã đó là sản phẩm đó là cưa gấp cán trắng đen quá nhá. Cưa gấp cán trắng đen giá là 120.000 bao ship. Đấy, các bác mà thích mẫu này, các bác sử dụng nghề trong nghề hay là các bác sử dụng gia đình, con này cưa này khá là ok quá nhá. Cái mỗi phần cưa của nó đều có sự ngắt ra này để cho mình cưa nó được đồng đều hơn quá nhá. Đấy, cái phần nhát cưa của mình nó sẽ đồng đều hơn, nó sẽ đẹp bằng phẳng hơn. Đó là về cái dạng lưỡi cưa can trắng đen. Đấy, made in Japan trên cưa rất là rõ ràng luôn quá nhá, cực kỳ. Đấy, hàng mới nguyên luôn cho các bác xem, và lưỡi rất là sắc luôn quá nhá. Đấy, các bác mà thích cái mẫu mã này thì lên cho em mã sản phẩm đó là cưa gấp cán trắng đen, giá là 120.000 bao ship quá nhá. Rồi tiếp theo sang đó là giới thiệu cho các bác cái sản phẩm đó là cưa bên em ký hiệu đó là cưa lách, hay còn gọi là cưa lá lúa, bởi vì cái phần lưỡi của nó bé giống như hình lá lúa nên bên em ký hiệu luôn, nó sẽ có gọi là cưa lách hoặc là cưa lá lúa. Đấy, tên gọi rất là hay các bác nhá, nhìn nó bé nhưng mà nó không hề yếu. Đấy, tuy nó rất thiết kế rất là bé luôn nhưng các bác để ý phần lưỡi này,
cực kỳ nhọn và sắc bén các nhá, cực kỳ nhọn và sắc bén luôn. Đấy. Thì về cái dạng lưỡi cưa này thì phần lưỡi của nó dài tầm 23 cm. Đấy, như là phần lưỡi của nó tầm 23 cm này, con này cầm cưa cành cưa gỗ khá là ok các bác nhá. Lưỡi rất là sắc nhưng mà cưa rất là nhanh gãy luôn. Đó là về cái dạng cưa lách, thì cái dạng này bên em nó phân phối với giá của nó là 130.000 bao ship các bác nhá. À 130.000. Đấy, giá hiện tại của nó là 130.000. Đó là về dạng cưa lách, các bác có thể gọi là cưa lách hoặc là cưa lá lúa. Đấy, như các bác để ý rồi nhá, phần lưỡi của nó rất là dày và rất là sắc nhọn luôn. Nên là các bác thích mẫu này thì lên cho em mã sản phẩm, đó là cưa lá lúa hoặc là cưa lách, giá là 130.000 các bác nhá, 130.000. Đấy, made in Japan trên cưa rất là rõ ràng luôn, cưa là cưa mới các bác nhá.